Xin cảm ơn những tràng pháo tay và sự ủng hộ nhiệt tình cũng như những bó hoa. Đại trường phải xin phép chào tạm biệt rồi. Hẹn gặp lại lần sau. Xin chúc tất cả một buổi tối thật là vui và nhiều điều ý nghĩa. Xin cảm ơn rất nhiều. Xin được cảm ơn anh Bo Đan Trường. Dạ vâng. Đã mang đến cho chúng ta một không khí thật là sôi động, một chất miền Tây Nam Bộ rất là dễ thương và rất là gần gũi. Bây giờ quay trở lại với chương trình thì Thảo Nguyên muốn mời quý vị đang cùng theo dõi chương trình sẽ cùng đến với những giai điệu rất là sôi động qua phần thể hiện của nữ ca sĩ Yến Trang. Xin cảm ơn nữ ca sĩ Yến Trang. Và thưa quý vị,